Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài 7 ngày. Vì thế, đây cũng chính là ngày cao điểm cho việc đi lại của người dân trong đợt kỳ nghỉ lễ lần này, ghi nhận của truyền hình Nhân dân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận của chúng tôi thì ngay từ đầu giờ chiều, áp lực giao thông đã tăng mạnh lên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm. Từ rất sớm, một lượng lớn xe buýt đã vận chuyển người dân và các hành khách đến các bến xe để lên đường về quê nghỉ lễ. Mọi người hôm nay bắt đầu về quê rất là đông, đi đường rất là tắc và em đi khá là lâu mới tới được bến xe. Cả mình đi từ nhà mình ra đây thì phải đợi xe thì phải 30 phút mới đến nơi. Xe cũng đã phối hợp với các lực lượng ban ngành của quận Hoàng Mai, công an quận Hoàng Mai, đội công an 113, rồi thanh tra quận Hoàng Mai, công an phường Giáp Bát, chúng tôi đã phối hợp để làm sao phục vụ bà con là đi lại trong cái dịp Tết Quý Mão này là an toàn thuận lợi nhất. Tuyến đường vành đai 3 trên cao cũng ghi nhận tình trạng kẹt cứng, các phương tiện di chuyển rất chậm ở hướng về cầu Thanh Trì, cao tốc Pháp Vân, áp lực giao thông đè nặng lên các tuyến phụ cận. Lực lượng cảnh sát giao thông phải tiến hành điều hướng từ rất sớm, đặc biệt là các đoạn lên xuống tuyến này để giảm tải áp lực cho tuyến trên cao. Thì chúng tôi tuần tra liên tục, khép kín địa bàn, liên tục xử lý những hành vi vi phạm của xe khách, đón trả khách không đúng nơi quy định, dừng đỗ sai quy định và lấy nhiệm vụ hàng đầu đó là giải quyết nhanh chóng những cái điểm ùn tắc phát sinh để cho người dân đi lại một cách thuận tiện nhất. Sao thông số 6 đã huy động 100% lực lượng để đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường. Mục tiêu chính là phòng ngừa và giải tỏa các điểm ùn ứ giao thông trên các tuyến đường chính, đặc biệt là tuyến đường Phạm Hùng, là tuyến đường mà có lưu lượng phương tiện đi ra khỏi thủ đô nhiều. Một số tuyến khác cũng ghi nhận tình trạng di chuyển khó khăn như tuyến Giải Phóng, nút giao Ngọc Hồi, đoạn dẫn ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A, đoạn qua Thường Tín. Trong những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tập trung điều tiết nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân di chuyển an toàn.